Vì đã đạt 50.000 người đăng ký nên mình sẽ giveaway cho các bạn một cái dragon vĩnh viễn vào thứ bảy tuần này. Và đến khi mình đạt 55.000 người đăng ký mình sẽ giveaway cho các bạn. Ok quá vĩnh viễn ha các bạn. Vậy thì hãy like và subscribe cho mình đi nào. 10k và 100 Robux, không biết nào mà rẻ như vậy được. Ngoài ra còn có các dịch vụ giveaway badge giá rẻ nữa. Chưa kể còn có random mặt drop food nữa. Một shop giá rẻ như vậy thì sao có thể tồn tại? Thật ra là có đó. Các bạn hãy đến ngay dũngrobux.com được mua ngay nhé. Nếu như bạn có một niềm đam mê với drop food thì hãy đến ngay shop mycupshopstore.vn. Ở đây chúng ta có bán áo thun drop food cực kỳ pro VIP, các bạn hãy mua ngay nhé. Xin chào bạn đã quay trở lại channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại vlog food. Và ở video ngày hôm nay mình sẽ so sánh tất cả những cái quỹ mới và là những cái quỹ được làm lại, rồi là coi là cái tốc độ nó nhanh nhất cỡ nào ha các bạn, cái quỹ nào nhanh nhất game ha. Thì nói chung á là như một số các bạn có thể đã biết á, thì trái Phoenix cũng là trái quỹ làm lại nhưng mà làm lại V1 mà các bạn. Bình thường V1 làm gì mà hơn V2 được, cho nên mà tốc độ của nó là thua trái Lai rồi, cho nên ai cũng biết rồi. Cho nên nay mình sẽ so sánh rồi là ba trái quỹ mới mà hầu như chưa ai solo, hoặc là có thể có người solo rồi nhưng mà gọi là ít, khá là ít các bạn. Cho nên nay mình sẽ làm những clip ba trái quỹ gọi là mới đang meta run hiện tại, thì không biết là nó có nhanh cỡ nào không nữa. Thì và cái đó là trái Leopard mới lại trái Light mới lại trái trái đô các bạn, trái đô Aboken á. Thì nay mình sẽ solo ha, bây giờ mình sẽ solo thử trái đô trước nha, trái đô Aboken. Đến 1 2 3 nha, 1 2 3 go. Rồi vẫn gọi là nó vẫn thua trái Light các bạn, kiểu như là không bằng cân tài công sức gì luôn á, thua một dầu vật luôn, không bằng luôn. Rồi, cũng khá là nhanh các bạn, cũng không có bằng được. Thì nói chung là chắc chắn là nó luôn vậy rồi, tốc độ ánh sáng mà các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho nó thử solo với lại trái Leopard đó các bạn. Nhưng mà trái Leopard thì thằng này sẽ bật tộc Minh với lại mang cái nón của cái nón pilot helmet đó các bạn. Này mang chưa vậy? Mang chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho nó solo thử với lại trái đô thôi các bạn. Nhưng mà cái này nó sẽ không có lướt nha các bạn, nó sẽ chạy bình thường thôi, nó chỉ chạy thôi. Rồi, mình xem thử nha các bạn, coi là tốc độ thế nào ha. Rồi 1 2 3 go. Ui không lướt luôn á, what the fuck, không lướt luôn vậy liền vậy. Thôi vậy là coi như là nó vẫn thua một chờ một vật các bạn. Thì nói chung á là những cái trái quỷ nào mà bay mà kiểu như là thay đổi hình dạng của mình á, giống kiểu trái Lai hoặc là trái đâu á, thì chắc chắn là xài tộc Minh hoặc là xài mấy cái pilot helmet chắc chắn là phế rồi các bạn. Cho nên thì cái trái này thì nó mới hữu dụng thôi, giống kiểu bật tộc Minh với lại bật pilot helmet lên thì nó mới nhanh được, mới tăng tốc độ chạy của mình được. Còn những trái này thì mình không biết là nó có không, nhưng mình nghĩ là không có được các bạn. Rồi thì nói chung mấy trái đâu là phế vật rồi, thắng đi. Rồi bây giờ mình sẽ solo thử trái Leopard với lại trái Lai các bạn. Nhưng mà trái Leopard nhưng mà phiên bản là chưa có lướt nha. Đấy, rồi ok, 1 bật 2 3 bật mình đi. Ôi mình thấy là nó không có qua đây luôn các bạn. Ok, ui nó gần bằng mình luôn, nó gần bằng trái Lai luôn các bạn. Và không biết lướt nó có nhanh cỡ nào nữa, chắc là siêu nhanh luôn anh em á, khủng khiếp luôn á. Rồi bây giờ nó bắt đầu đợi mình chút xíu các bạn, đợi tộc Minh nó hồi cái đã xong rồi bắt đầu mình sẽ solo thử nha. Nhưng mà đợt này thì mình sẽ solo gọi là nó lướt nhưng mà nó không bật tộc Minh nha, lướt không bật tộc Minh. Rồi 1 2 3 go. Ôi vẫn thua. Vậy là có cái là bây giờ là nếu mà nó không có tộc Minh thì nó sẽ phế các bạn, cho nên ok bây giờ mình sẽ cho nó bật tộc Minh ha. Rồi giờ thử lại nè, 1 2 3 go. Ôi vãi liền, what the fuck. Ôi thì tính ra là cân tài cân sức các bạn. Nếu như mà nó có tộc Minh nha, nó sẽ hơn với Lai, nhưng mà nếu mà nó hết tộc Minh rồi bắt đầu nó sẽ giảm nhanh tốc độ các bạn, cho nên nói chung là kèo này cũng cân tài cân sức các bạn. Má nhanh vãi, nó hơn cái tốc độ ánh sáng luôn các bạn, kinh khủng thiệt. Nó trái quỷ đầu tiên mà hơn cái tốc độ ánh sáng nữa. Rồi bây giờ thì nói chung là trái quỷ này mình cứ tính là cho nó hơn đi ha, hoặc là nó cũng ngang trái Lai, nhưng mà mình có một trái quỷ gọi là tối thượng các bạn, không có trái quỷ nào mình độ lại hết á. Rồi cho mình chạy trước luôn á, đứng trong đây chắc mà chạy trước luôn á. 1 2 3 go. Go đi. Chắc quỷ đo tối thượng rồi các bạn. Ủa Ali ông ơi, Ủa Ali ông ơi.